hơn 10 triệu, mười mấy triệu, quá rẻ này, sáng rực rỡ luôn ý. Rất xứng đáng đồng tiền bát gạo mà lại còn bảo hành 3 năm, 1 đổi 1. Không thể tin nổi, không thể tin nổi 1 đổi 1 trong vòng 3 đến 5 năm. Ô tô cũng không được như thế. Đây là đèn pha zin. Rồi. Anh thấy là cũng sáng. Cũng sáng. À, là... dạ, bây giờ cũng em được. Xếp bằng anh xem. Chính xác. Như này luôn. Rất là khủng. Dạ. Ô có nghĩa là nó sáng trắng luôn cả một vùng luôn này. Dạ. Và ở tâm nó có cái sáng. Ở như tâm nó là tâm laser. Nó sẽ rất là xa. Trên lý thuyết là từ 600 đến 1000 mét và thực tế ban đêm thì trong khoảng 200-300 mét. Đối với anh khi anh lái xe ban đêm thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Và đây mới chỉ là một quả thôi. Ờ. Và em sẽ độ ra là một cặp. Rồi sau khi lắp đặt rất là nhanh gọn và canh chỉnh thì bây giờ cái bộ đèn Santa Fe của tôi đã hoàn thiện rồi. Nhìn rất là gọn gàng, chuẩn chỉ, có vẻ sáng đấy. Cái mà tôi thích nhất ở cái kiểu nâng cấp này là mình chỉ việc lắp gỡ thôi. Không cần phải là đục đẽo cưa khoan gì như thế là rất là mệt. Về zin nó đơn giản đúng không? Tôi sẽ đợi đến tối tôi mang ra một cái cung đường trường rất là xa để xem là nó sáng hơn như thế nào nhá. Cái con đường các bạn nhìn thấy rõ, đèn cốt chúng ta nhìn thấy rõ luôn, đường sáng rực luôn. Bây giờ nháy thử đèn pha lên nhá. Úi trời ơi. Chúng ta sẽ rẽ sang con đường này. Đây là đèn cốt này, chúng ta nhìn thấy rõ đường, rất rõ luôn. Rồi nếu như mà xa kia rất xa không nhìn thấy gì thì chúng ta kích lên một phát. Chúng ta nhìn thấy cuối con đường luôn. Và nói chung là đi buổi tối, đi buổi đêm như thế này thì không còn gì phải bàn nữa.